VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lấp theo âm học. Xin chào các bạn. Nếu như trước đây việc lựa chọn một bài hát karaoke là chúng ta phải truyền tay nhau những cuốn album dày cộm, thì giờ đây việc sử dụng chiếc máy tính bảng để chạm và lướt là điều quá đỗi bình thường. Tuy nhiên, cho dù là mục đích kinh doanh hay sử dụng cho dàn karaoke gia đình, thì rõ ràng ai trong chúng ta cũng muốn sở hữu một chiếc máy tính bảng để chạm nhẹ, lướt nhanh và đặc biệt là độ bền vô đối. Thấu hiểu được điều đó, hôm nay Vida xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm máy tính bảng chuyên dụng Atnos ST106. Đây hứa hẹn sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn cho những buổi karaoke đầy phấn khích. Nổi bật với màu đen mạnh mẽ và ấn tượng, máy tính bảng Atnos ST106 thu hút bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng quan trọng nhất về mặt thiết kế đó là lớp cao su siêu cấp phủ bên ngoài, chống va đập cực mạnh cũng như tránh cho thiết bị nhiễm nước. Vì vậy, bạn có thể vô tư sử dụng mà không cần phải lo lắng quá nhiều về những sự cố như rơi máy hay vô tình làm đổ đũa lên thiết bị. Màn hình của Atnos ST106 có kích thước vừa đủ để người sử dụng tương tác. Nhờ công nghệ cảm ứng đa biến IBS, Atnos ST106 cho phép bạn thực hiện các thao tác chọn bài hay điều khiển chạm cực nhẹ, lướt cực nhanh. Sử dụng hệ điều hành Android 6.0, Atnos ST106 sở hữu giao diện thân thiện và quen thuộc, giúp bạn dễ dàng làm quen và tìm kiếm bài hát một cách nhanh chóng. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ tìm bài hát theo tên ca sĩ, theo lời và điều khiển trực tiếp như chuyển bài, chỉnh âm lượng cực kỳ tiện lợi. Đặc biệt, Atnos ST106 cho phép xuất cả các video karaoke trực tiếp trên màn hình với chất lượng hình ảnh cực sắc nét tương đương trên màn hình chính. Thông qua kết nối Internet và app Karaoke Connect, bạn có thể sử dụng ST106 tải nhanh các bài hát cập nhật cho đầu karaoke chỉ bằng vài thao tác đơn giản và tốn thời gian chỉ vài phút. Và ưu điểm cuối cùng cũng không kém phần quan trọng, vì đây là một sản phẩm chuyên dụng phục vụ cho việc kinh doanh phòng hát karaoke, nên thời lượng sử dụng pin của Atnos ST106 được xếp vào hàng cực trâu. Bạn có thể yên tâm sử dụng hàng giờ đồng hồ mà không cần phải đem máy đi sạc. Theo đánh giá tổng quan thì máy tính bảng Atnos ST106 là một công cụ hỗ trợ tuyệt vời cho dàn karaoke kinh doanh cũng như là gia đình. Các bạn không cần phải lo lắng hay mệt mỏi vì mất thời gian để lựa chọn những bài hát yêu thích. Thay vào đó thì các bạn chỉ cần ngồi một chỗ và điều khiển được mọi thứ. Rõ ràng với những ai thích những thiết bị tiện lợi mà bền bỉ thì Atnos ST106 là một sự lựa chọn tối ưu nhất. Hiện tại sản phẩm đang được bày bán trên tất cả các chi nhánh của Vida với mức giá là 5.900.000 đồng. Nếu như các bạn muốn trải nghiệm sản phẩm miễn phí, hãy đến với các showroom của Vida gần nhất. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn một cách nhiệt tình. Còn bây giờ các bạn hãy nhấc máy điện thoại và gọi ngay về cho chúng tôi theo số hotline 0902 799 186 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.